Dạ vâng, xin trân chào quý vị. Đây là khoa học gia xét nghiệm Hannah Ái Hành Trần. Hôm nay thì mình được trở lại với một cái chủ đề nó liên hệ đến ngày lễ Lộc này. Dạo sau này mình để ý chung quanh mình các bạn cảm cúm, ho, gặp mũi, viêm xoang, đủ thứ. hơn bình thường. Thành ra mình biết lý do tại sao cứ khoảng tháng 12 là bắt đầu, tháng 11 cũng thế, là bắt đầu bị, và càng gần tới Giáng sinh thì càng có nhiều người bị ốm vặt và kể cả trẻ con nữa các bạn. Lý do tại vì mình làm việc nhiều hơn các bạn chủ tiệm, các bạn trong ngành nail, kể cả công chức như mình ngày xưa là gần lễ Lộc cũng nhiều việc hơn. Tại vì người ta bị stress, người ta bị bệnh ốm rồi người ta vô emergency nhiều hơn và phòng lab cũng bận hơn bình thường. Thành ra tụi mình cũng bị bệnh lây. Thành ra khi mà bị bệnh hơn bình thường thì tự nhiên cơ thể mình nó, cái hệ thống miễn nhiễm nó yếu và do đó lại càng thì đổ bệnh, đúng không các bạn? Thành ra cái đề tài hôm nay á, là mình phải tăng cường trong cái mùa lễ Lộc này á, là mình phải càng tăng cường để ý và tăng cường cái hệ thống miễn dịch của mình để mình có thể khỏe, để mà con cái tụ tập về, mình già thì đại khái như vậy, sắp sửa tụ tập với con cái hoặc là người thân mình về thì mình khỏe để mà vui ngày lễ, phải không ạ? Thành ra nó cũng đơn giản thôi, nhưng mà nhiều người không để ý, thành ra để cho cái căng thẳng của ngày lễ nó nhập mình, nó làm cho hệ miễn dịch của mình tự động yếu đi và do đó mình bị ốm lặt vặt, rồi nó làm cho con cái mình cũng ốm vặt theo á. Thì bây giờ thì cái tựa đề cái bài này nó cũng ngắn ngắn thôi, thì mình sẽ đi vào cái bài nói chuyện với mình nhé các bạn. Vâng, Vâng các bạn, đây là tin tức của mình, điện thoại và email để các bạn có thể theo dõi nếu mà có câu hỏi thêm nhé. Rồi thì các bạn ơi, thì nãy mình nói đó ha, thì mình lễ tới mình muốn có nhiều thời giờ hơn cho gia đình và bạn bè, và do đó cái điều cần thiết là phải nhớ rằng đó là mình không nên quên cái việc giữ gìn sức khỏe và nhất là chăm sóc cái hệ miễn dịch của mình, miễn nhiễm của mình, thì mình có thể là rất là dễ dàng bị lôi cuốn theo thời gian này, tại vì mọi người đang ăn mừng nghỉ ngơi sau công việc và học tập, thì mặc dù có thể khó khăn do không khí lễ nhưng chắc chắn không phải là không thể trong cái việc mà chăm sóc cái hệ miễn dịch của mình các bạn nhé. Thì cái thứ nhất mình phải để ý là mình phải uống thêm cái vitamin D nhá. Thì 35% con người trưởng thành của mình là tự nhiên đã bị thiếu vitamin D rồi, thì nếu không có đủ vitamin D đó thì mình rất là dễ dàng bị ốm, bị bệnh vặt nhá. Và do đó để đạt được cái lượng vitamin D khuyến nghị hàng ngày là cái điều cần thiết, là mình nếu đặc biệt là nếu mình không dành đủ thời giờ dưới ánh nắng mặt trời, đặc biệt các bạn làm nail, các bạn công sở này không có đủ ánh nắng hàng ngày mặt trời ha, đi bộ ngoài đường đại khái như vậy, thì mình cần phải ăn thêm, để ý thêm cái lòng đỏ trứng, sữa, phô mai và cá hồi nhá. Thì đây là cho những cái bạn vẫn ăn theo kiểu lối ăn uống thông thường. Rồi thì bên cạnh những cái nguồn thực phẩm tự nhiên này, mình có thể dùng thêm cái dạng viên hòa tan là vitamin D. Các bạn thấy hình ở đây nhé, thì đây là cái mà mình có nè các bạn. Ok, rồi thì kế tiếp là mình, điều thứ hai là mình phải ăn nhiều chất đạm hơn. Thì theo như ông giáo sư về dinh dưỡng là David Raubenheimer thì ông có nói rằng nên ăn thực phẩm chứa protein để mình cảm thấy no lâu hơn và đồng thời nó cân bằng các món ngọt của mình ha. Hầu hết các nguồn protein đều có chứa chất sắt HEMI, là chất sắt hiêm. Vì vậy, ăn các cái loại gà và các loại thịt đảm bảo mình có đủ năng lượng trong suốt thời Giáng sinh, tức là ăn chất đạm. Ok. Thì và đồng thời nó cũng cải thiện cái quá trình trao đổi chất của mình và cho phép cơ thể mình đốt cháy calo nhanh hơn và do đó giúp cho mình duy trì giảm cân. Chất đạm là thức ăn của cơ bắp và cơ bắp là bổn phận của cơ bắp, là giúp cho mình, nó đốt mỡ cho mình hàng ngày các bạn, kể cả khi mình ngủ. Do đó rất là quan trọng mình phải duy trì cơ bắp, đừng để cho nó mất. Và cái thức ăn để duy trì cơ bắp duy nhất rõ ràng ai cũng biết cái đó là chất đạm. Thì nếu mà mình ăn bình thường thì mình có gà, cá hồi, trứng, thịt bò nạc, đậu nành và đậu và sữa protein. Đó, sữa protein bổ sung nếu cần, thì đây là hai cái loại sữa mình dùng.
Thì cái bên này là whey protein, nó có vị vanilla và chocolate ha, và của công ty Pharmanex Nu Skin. Và bên này là green shake, là rau củ, chất đạm từ rau củ, để cho những bạn nào mà vegan. Mình thì không phải 100% người ăn chay, nhưng mà mình cũng đang dùng cái loại này. Mình nó là cái sản phẩm chủ lực của mình hàng ngày các bạn. Mình rất cần nó, tại vì mình không muốn mình mất cơ bắp. Cơ bắp mà mất thì loãng xương và người yếu dần đi và đủ thứ chuyện nhé các bạn, thành ra rất quan trọng. Thì đây là cái điều thứ hai mình phải duy trì. Cái thứ ba là mình phải tăng cường hệ miễn dịch của mình ha. Thì thứ nhất là mình phải cho bản thân mình nghỉ ngơi đầy đủ, rồi bổ sung các thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất để tăng cường cái sức đề kháng nè, ngăn ngừa bệnh tật trong cái mùa lễ của mình. Dạ, thì nó sẽ phá hỏng cái mùa vui nếu bị bệnh bật không ạ. Thì nếu mình ví dụ mình cần phải tập thể dục đầy đủ nè, rồi nghỉ ngơi nè, và luôn luôn là ăn những bữa ăn lành mạnh. Và nếu mà mình có thể mua một số thực phẩm bổ sung để cung cấp cho cơ thể các vitamin và khoáng chất thiết yếu, thì cái đó đều nên làm các bạn nhé. Thì mình cũng cho một cái hệ thống miễn dịch khỏe mạnh, nó không phải là chỉ cần vitamin C không, mà nó còn cần đầy đủ các cái chất khác, antioxidant khác các bạn nhé. Thì nếu mà mình ăn được á, thì đây là những thứ trái cây hoặc là những thứ thức ăn mình nên nên có trong cái nhà, trong nhà mình, để mình ăn thường xuyên. Việt quất, cá hồi, cá ngừ, bông cải xanh là broccoli, cam, chanh, nghệ và trà xanh các bạn nhé. Nhưng mà các bạn nào mà thời gian mà cái kiểu mà bận đi làm suốt ngày đại khái như vậy, và nhắm là những cái thứ này là những thứ mình không có thường xuyên trong nhà, hoặc là sợ thiếu chất vitamin và khoáng chất để bảo vệ cơ thể mình á, đây là sản phẩm chủ đạo mà mình cần phải có trong nhà. Nó là Life Hack Nano, và đây là nó có hơn 70 khoáng chất và vitamin để bảo vệ cơ thể mình một cách rất là toàn hảo trong thời gian ăn uống thất thường của các bạn làm trong ngành nail, quá bận rộn, các bạn chủ nhà hàng và chủ các cái cơ sở thương mại trong thời gian này buôn bán rồi không có thời giờ đi ăn hay gì đó. Thì cái này nó sẽ bảo vệ cho mình khoảng khỏi cái sự mà thiếu dinh dưỡng cho cơ thể mình, và nó phá hỏng khỏi cái hệ thống miễn dịch của mình các bạn. Mà nếu mà các bạn nào thuộc loại ăn chay thì đây là những cái protein và đi thì là mà từ các sản phẩm thịt mà mình không ăn được á, hiểu không? Thì mình có thể ăn các loại này, các loại đậu nè, quả hạch nè, hạt giống, các cái hạt giống các bạn, thì các bạn biết rồi ha, mình trồng hạt giống thì cho nên mà nấy mà mình ăn đó, rồi đậu nành, hạnh nhân, đậu hũ và rong biển. Có nhiều bạn đặt câu hỏi về đậu nành và đậu hũ các bạn, thì ở bên Mỹ mình đó, thì những cái nhà sản xuất đậu đậu nành và đậu hũ mà thuộc loại lớn và nổi tiếng đó, người ta sản mà về organic đó, thì cái đó là uống được, dùng được. Đó, thành ra phải coi chừng, nếu mà không dùng organic sữa đậu nành và đậu hũ thì có thể bị GMO, thì cái đó mới là đáng lo ngại. Nhưng mà ở bên Mỹ mình thì mình đã đọc kỹ cái tài liệu sau này đó, là những nhà sản xuất mà nổi tiếng và lớn thì đa số mình sẽ không bị GMO, thì hy vọng là như vậy. Thì mình đã trở lại uống đậu nành và đậu hũ sau một thời gian mình ngừng khá lâu, và cái tài liệu sau cùng mình đọc của ông Dr. Michael Greenberg đó, thì hai cái loại này có thể không bị GMO. Rồi các bạn, cái cuối cùng là mình uống trà các bạn ha. Thì mình có thể uống bạc hà, trà gừng, đây là những công dụng của nó. Rồi hoa cúc, trà hoa cúc, rồi đồng thời mình có thể uống quế các bạn ha. Và nếu đây là loại trà mình có thể mình pha uống được các bạn. Và nếu mà các bạn nhắm không có thời giờ để uống trà hay gì đó, thì cứ nuốt các cái viên này các bạn. Thì mình có đây là niêu dí. Niêu dí đây các bạn là một cái loại mà nó hỗ trợ chống những cái sự hỗn loạn về bao tử nhất thời nhé, và axit dạ dày, loading tức là đầy bụng, đại khái cảm thấy đầy hơi gì đó, hơi gas thì cái nọ, thì cái này nó hỗ trợ. Cái này là phải có trong nhà mùa lễ các bạn nhé, theo mình ăn uống tùm lum mà, đúng không? Rồi đồng thời mình lưu Biovi, đây là cái chất probiotic và prebiotic, pre và post biotic, nó là tức là nó chứa những cái chất dinh dưỡng cho cái hệ thống vi sinh vật của đường ruột của mình, và giúp cho cái hệ thống bao tử nè, ruột non ruột già của mình nó được ổn định, và nó hỗ trợ cho cái sức khỏe của cái hệ thống đó trong mùa lễ của mình ăn tập được đó các bạn ha. Các bạn thấy đây là trong nhà mình cũng đã có hết những sản phẩm để dự trữ sẵn rồi. Đây là multiple vitamin để bảo vệ cho mình. Rồi đây là chất đạm protein mà hồi nãy mình nói đó, mình có để sản phẩm để chia sẻ với các bạn. Rồi thì cái bài nói chuyện của mình tới đây là chấm dứt ngắn gọn vậy thôi.
Nhưng mà tuy vậy mình nghĩ là nó quan trọng, nếu các bạn mãi lo làm ăn không để ý thì cứ bệnh vật lặt vặt trong mùa lễ này thì nó mất vui các bạn nhé. Rồi, xin thân chào và hẹn nói chuyện trong một vài kỳ tới. Chúc các bạn trẻ khỏe mạnh.